Xin chào tất cả các bác anh chị quay lại với Nắng Cho Tây Nguyên TV nhá. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bác anh chị ơi. Hôm nay lại tiếp tục mời các bác anh chị đồng hành cùng làm nông nghiệp. Thì cùng dặn diễn viên điện tử này trải nghiệm và xem coi cái dàn diễn viên điện tử này nó sẽ đi đâu về đâu. Đấy. Thì ngày hôm qua em đã tiến hành xử lý cho nó bên ngoài là thuốc mở lá nhanh, già lá. Còn bên trong thì em đã tiến hành xịt thuốc bảo vệ thực vật dạng sữa. Thì hôm nay ra kiểm tra thì thấy cái thuốc bảo vệ thực vật dạng sữa nó không thể làm chết được cái con bồ trị. Đây, em sẽ cho các bác chị coi cận cận này. Tại vì mình đã xịt thì nó phải bảo vệ được và mấy con này nó phải chết. Nhưng mà họ này, như các bác chị nhìn này, thấy chưa? Những con bồ trị nó vẫn đang còn bò lồm gồm đấy. Nó bay được nhá, có mấy con này bay được luôn. Đây. Em đụng đụng lên là nó bay các anh chị. Nó sợ nên nó bay. Đó, thấy chưa? Các anh chị nhìn thấy nó bù kìa chưa? Nên là những con bồ trị này mà mình mà không tiến hành xử nó đi thì đấy nó động mình nó chạy này. Thấy chưa? Ôi, nó bò thấy chưa? Không biết các anh chị trông thấy có rõ không? Nhưng mà đây. Đó. Thì mình diệt bằng thuốc bảo vệ thực vật hay là chưa đủ liều hay sao cũng không rõ, nhưng mà nó không chết nhá. Mới xịt ngày hôm qua thôi. Mà hôm nay nó không chết. Đây này, xong chú bông này. Đó, các bác nhìn bông này. Đó, nó đang bò trên cái bông của mình đấy. Đó, nó tấn công những cái bông của mình và những cái búp mới cái ấy mình mới sổ ra là nó ăn hết. Như này thì sau này cái sầu riêng của mình nó nở ra thì nó tỷ lệ đạt với tỷ lệ méo, tỷ lệ bị chích hút. Nó sẽ không đạt nhá, nó bị rụng đấy. Nên là cũng ra thăm và chia sẻ cho bác chị về cái vấn đề bổ trị. Thì em sẽ tiến hành vào mua thuốc đặc trị con cái con bổ trị này để về em xử lý cho nó coi nó có chết không. Chứ riêng cái thuốc sâu hay là mình chưa đến liều của nó hay sao mà nó không chết đấy, nên nó vẫn bò lồm ngộm này. Hôm qua thì mới xịt trong. Nếu mà thuốc sâu mà nó mà chết thì mấy con này hôm nay thì không còn nó này. Đó, mà bây giờ nó vẫn còn đầy nhá. Đây là những con đang nhỏ các bác chị. Còn những con mà lớn hơn nữa thì sau này bông mà nó sổ hàng loạt cái mủ cái nhựa nó ra thì nó còn ghê gớm hơn. Đây này. Các bác chị nhìn tay này. Đó. Thấy chưa? Bò đầy tay luôn. Cái con bổ trị này nó dạng có hình như nó có cánh sao đó, nó bay được luôn nhá. Nó tứng nó bay được các bác chị. Này bỏ tay nó khó quá, nó tứng nó bay được luôn. Đây bây giờ bỏ này quay con đó nó tứng nó bay được nhá. Đó thì các bạn chỉ nhìn thấy bay không, nó bay được luôn, nên rất nguy hiểm nhá. Nhìn nó nhỏ bé thế nhưng mà hàng đàn của nó giống như đàn kiến đàn ong, là nó bù vào thì nó sẽ sự cái bông của mình cũng tan tành luôn. Nên là góc độ cô bác anh chị lưu ý về vấn đề này để mua thuốc về đặc trị và xử lý coi. Đấy thì sau khi đã xem qua cái bông sầu riêng nó bị các con bồ trị nó tấn công các bác chị, thì bây giờ trước khi vào để xịt nó thì em sẽ tiến hành tưới cho mấy cái sầu riêng trước đã. Đấy, bây giờ đang tưới cho mấy cái sầu riêng tơ này, phía ngoài này mấy sầu riêng lớn nha các bác chị. Thì mấy cái sầu riêng lớn này thì em sẽ tưới, nhưng mà tưới sẽ bớt nước lại cho nó. Hồi trước là mình tưới ở mép ngoài thì hôm nay thì mình tụt vào bên trong một xí và mình giảm nước đi. Đấy, để đang bỏ cái cây con thì cứ bỏ thoải mái nhé. Nhưng mấy cây lớn này, nhưng mấy cây lớn này là mình tưới bớt nước lại các bạn chị, bớt dần nhá. Đấy, cây này hôm qua hôm trước là đã cạo để chống xi mủ cho nó. Đấy, như cái mấy cây này là bổ trị tấn công này, hoa nở ra bổ trị tấn công nhá. Thì theo như được tìm hiểu thì các bác chị, từ cái hồi trước kia là mình tưới từ bên sát gần trong gốc này cho nó ra ngoài mép lá, tán lá và tưới tút ra ngoài luôn. Tại vì nhiều khi có những cái rễ nó hắn ra tút ở ngoài bên ngoài này xa này, chứ không phải là hắn nằm ở trong cái khuôn viên của tán lá này nhá. Có khi nó nằm tút ngoài này rồi mình mồi nước bên ngoài này cho nó ăn nó ra. Thì bây giờ ngày hôm trước thì cũng đã tưới lại bớt nước lại rồi. Còn hôm nay thì em sẽ tưới từ cái mép lá này thôi. Đấy, từ cái mép lá này.
đổ vào trong cái gốc này và giảm nước nhé. Thì mình chừa lại cái gốc tầm 20 phân 30 phân gì đó, chừa ra thôi, đừng tưới sát gốc quá. Nhiều khi tưới sát gốc quá nó hay bị nấm, bị thối cổ rễ đủ kiểu. Thì hôm nay sẽ tưới từ từ cái tán này chở vô, thì từ tán này chở vô cứ tầm gần 2 mét, thì mình tưới từ đây vô chở vô, và bên ngoài thì có khi mình rê một xí cũng được, rê cho nó ẩm đất trên cái mặt cho nó có cái hơi ẩm thôi. Còn từ trong này ra thì mình tưới hơi đậm, rút vào trong và bớt nước dần nhá, mỗi lần tưới là sẽ bớt dần. Thì hôm nay thì tưới từ cái mép lá này chở vô, bữa sau thì em sẽ tưới từ tút ở trong mép lá này một xí lại chở vô, dần dần mình bớt dần, đến lúc thời kỳ mà nó sổ nhụy nhiều thì mình sẽ tưới bên trong này thôi. Từ bên này chở vô gốc, gốc từ gốc chở ra cỡ tầm 1 mét hoặc hơn mét gì đó, thì mình sẽ tưới lúc nào cũng phải giữ ẩm cho nó, trong này nhiều nước một xí cũng được, còn bên ngoài thì chỉ có rê rê cho nó hơi ẩm trên mặt đất thôi. Đấy, theo như quy trình tưới và quy trình tham khảo ở trên thì em biết được như thế. Bây giờ em sẽ bước vào tưới cho nó và sau đó sẽ xịt xử lý con bọ trĩ nhé. Bây giờ sẽ tưới cho mấy cái sầu riêng lớn. Đấy, bên ngoài này, bên ngoài mình rê qua nhé. Thế một số bông bây giờ vẫn đang tiếp tục nở này các chị, rê qua bên ngoài cho nó ướt. Bên trong này mình tưới đậm hơn này. Đấy, từ gắt này vô chở vô này, từ mép lá chở vô này, bên kia gọi là mình giảm như thế này thì để cho nó đỡ cái sốc nhiệt các anh chị. Thì sau này bắt đầu đến cái thời kỳ mà làm bông sổ nhụy xong mà đến lúc cái thời điểm mà tưới lại thì mình cũng bắt đầu cũng nhấp theo kiểu này, thì bắt đầu từ nhấp từ trong nhấp ra. Đấy, nhấp đến dần dần ra ngoài tán lá, lúc nào mà khi nó làm quen được, là khi nó hòa nhập được rồi thì mình lúc đó mình sẽ tưới thoải mái. Thì Tây Nguyên thì nó hay mưa đầu mùa đúng không chị, nên là nhiều khi mà mình phải giữ ẩm cho nó thường xuyên được thì nó đỡ sốc nhiệt, còn nếu không thì nó hay dễ bị sốc nhiệt. Mình mà để khô đất là mưa, một cơn mưa lớn xuống là dễ sốc nhiệt. Nên là nhiều cái bác ở miền Tây đi lên Tây Nguyên để làm sầu riêng nhé, nhưng mà có nhiều bác thì làm đạt, nhưng mà có nhiều bác thì làm thất bại luôn, tại vì cái khí hậu và môi trường ở dưới miền Tây và lên Tây Nguyên thì nó khác hẳn nhau. Ở dưới kia thì ít mưa hơn trên này, mà trên này bắt đầu mùa sầu nhụy và sầu riêng thì hay gặp mưa, nên là làm nhiều khi không biết được cái môi trường khí hậu ở mỗi nơi, thì nhiều khi các bác ở dưới đó lên là hay bị bỡ ngỡ về môi trường khí hậu đấy, là mấy bác làm bị thất bại hết. Còn nhiều bác kỹ thuật thì có khi nhiều anh kỹ thuật anh đi vườn thì anh nắm được cái môi trường khí hậu ở Tây Nguyên như thế nào thì anh biết rồi. Còn nhiều bác ví dụ như là nắm kỹ thuật ở nhà vườn mà lên đây để làm vườn cho các cái vườn sầu riêng lớn thì nhiều bác bị thất bại nhá. Đấy, xịt trên cây luôn cho nó đỡ riệp sáp, đỡ nhiên đỏ các bác chị. Nhìn đỏ mùa nắng này là nhiều lắm, nên mình xịt cây này lên cây thì nó trôi xuống và nó giảm bớt cái nhìn đỏ đi.
Đấy, sau khi xịt tưới cho nó xong các bác chị, tưới các gốc xong, bơm cái bể nước này để sau thỉnh thoảng đi tưới hoặc xịt thuốc đấy, bơm một phi này luôn rồi. Thì bây giờ em sẽ bước vào em xịt xử lý con bọ trị. Giờ vừa rồi thì thuốc có pha cái thuốc sửa này, thuốc sâu răng sửa rồi. Mà hay là pha nhẹ liều quá sao nó không 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 thể chết. Thì hôm nay em sẽ tăng cường thêm hai gói đây. Hai gói đây là hai gói đặc trị bột trị này các bác chị. Đấy. Cái này thì cũng rẻ thôi, hai gói này có 35 ngàn thôi. Đấy. Chia làm hai này. Một gói như thế này là một bình một gói này là hai bình 18 lít nhá. Bình 18 lít thì bây giờ mình sẽ chia làm hai. Sẵn này đi ra xịt xịt bông cho nó rồi em sẽ tăng cường luôn bên phía ngoài lá luôn, gọi là xịt giống như toàn cây luôn, cộng thêm cái phần nhện đỏ này. Đấy. Trước nhện đỏ xịt thuốc đang còn, bây giờ pha thêm vào để mà cho nó phòng nhện đỏ luôn. Mình xịt mình mùa này thì mùa khô nên nó vẫn hay có nhện đỏ nhá, nên là mình tăng cường thêm cái nhện đỏ. Đấy. Bước vào hai cái loại này. Cái loại này thuốc này thì nó em đọc qua cho các bạn chị xem thử nhé. Này, đặc trị cuốn lá hại lá hại lúa này, đây là xịt lúa rồi. Thuốc trừ sâu có phụ tác dụng rộng, đặc trị sâu côn trùng gây hại khó trị đề kháng thuốc. Thuốc tác động đến hệ thần kinh sâu làm tê liệt hệ thống thần kinh, điều khiển hoạt động của sâu ngưng ăn chết sau đó. Đấy. Còn cái gói này đặc trị rầy bọ trị ruồi hại trên lúa, các tính ưu dẫn mặn bị rửa trôi, ít bị rửa trôi diệt để rầy và trứng rầy mới nở. Đấy. Cái này là vừa diệt trứng luôn, cộng thêm nhện đỏ, cộng thêm pha kèm thêm một ít thuốc bảo vệ thực vật nữa, sửa nữa. Còn liệu mấy con bọ trị này nó có chết không? Rồi em sẽ bước vào pha thuốc nha các chị, sẵn xịt luôn, phủ lá cho nó luôn. Mát ở dưới bộ gốc rồi thì trên cũng sẽ làm mát luôn. Đeo cái bảo hộ vào cho nó đỡ hít mấy cái bụi này. Này gói này chia làm hai, gói này chia làm hai, đây, chia làm hai. Đấy. Cắt một nửa. Cái hạt bên trong thì nó gần gần giống nhau quá chị. Xem coi nó có lì giòn nữa không, cộng thêm nhện đỏ, đặc trị nhện đỏ. Cái này thuộc xịt nhện đỏ hiệu quả lắm các chị ơi. Vườn nhà thấy vẫn thỉnh thoảng cho thuốc nhện đỏ vào là vẫn thấy đỡ nhện đỏ. Đấy. Ba loại này. Cho thêm một xí thuốc thuốc sâu. Đợt trước thì xịt nó hơi nhẹ sao á, nó không ấy. Lần này thì cho có mặn liều hơn xí coi. Nắp này khó mở. Gậy mất cái tụt mất kia.
nó tụt mấy cái giờ rồi nên là kéo lên rồi nên khó mở. Đấy. Để trước thì bỏ vào hơn một nắp, lần này thì bỏ tăng thêm thử coi nào. Một nắp. Đấy, cho hai nắp luôn đi. Rồi, hai nắp. Rồi, mình sẽ bỏ thuốc vào, bỏ nước vào. Còn nó có lì được không? Lì mặt không? Rồi bây giờ em sẽ bước vào đi xịt cho nó nha các anh chị. Rồi nó lì mặt hơn này. Không lì cái đâu. Rồi vòi nó hơi quá. Cho nó lì cho nào. Thích ngoài cả trong luôn. Qua thì em cũng đã tiến hành xịt thuốc bảo vệ thực vật và thuốc đặc trị bọ trĩ nha các bạn chị. Bây giờ hoa thì một số nở thì bắt đầu thấy bọ trĩ tấn công thì mình sẽ tiến hành xịt trước cho nó để xem coi ngày hôm qua xịt và chiều hôm nay em ra thăm vườn thì sẵn đây rồi chia sẻ lại cho các bạn chị xem coi có mấy con bọ trĩ nó có bị tiêu diệt không. Đấy. Thì đọt ở phía trên có chị nhá. Xịt thì một số đọt phía trên thì bây giờ nó đã mở ra gần hết rồi. Đấy. Thì các bạn chị nhìn không? Đó nó mở ra gần hết rồi. Nhưng mà nó vẫn đi giống như rong buống nhá. Thì em vừa rồi chặn thì nó cái đọt non em thấy là nó queo lại luôn các bạn chị. Đọt non nó queo lại. Này, nhưng còn cái đọt mà khi mà những cái mà nách nó mở ra thì mình xịt mở lá thì thấy nó mở ra rồi, còn đây này, những cái nhỏ này. Đấy, mình xịt thì nó thấy nó cũng queo nhá, nó queo nó ngủ. Này. Có nhiều cái nó quắp này, nó quắp lại luôn này. Thì bữa sau em sẽ tăng cường thêm nặng thêm một xí nữa để cho nó queo luôn, tại vì cái số mà mở lá thì nó cũng số lượng mở lá thì cũng nhiều đúng không chị. Bông này nó trước là nó bị tấn công này,
Thì cái số lượng bông này, cái bông này thì bây giờ nó cũng gần đến sổ rồi bác chị. Đây có bông sinh đôi luôn này, bông hai này, cái tầm như nhỏ nhỏ như này, đây như cái tầm này thì đẹp này, như tầm này thì kéo lá, kéo đọt cho nó rồi mở lá là đúng bài của bác chị. Nhưng mà những cái tầm như thế này đấy, to như 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 thế này rồi thì sợ không kịp nữa rồi, nên là bắt buộc phải vừa chặn vừa làm giả lá luôn, nên là khi mà nó sổ ra thì mong rằng nó sẽ kịp đấy. Đây hai cây này lúc bắt đầu mất cua thì nó hai cây này cũng đi đọt nhiều, và bây giờ đến quay đến cái thời kỳ làm bông sổ nhụy thì hai cây này cũng đi đọt nhiều. Đấy các bác chị nhìn thấy nó đi khiếp chưa, đấy đi như này thì có phải nóng được không, nhưng cái số lá mà mình xịt thì nó mở ra cũng gần hết rồi nhá, còn một số nữa đấy đi giống như rong muống này. Bông thì ở dưới thì cũng to rồi, nó không đều nhưng mà cũng to rồi các bác chị. Đây, bông cỡ này rồi, có một số cũng hơi muốn nứt nứt ra rồi, một số bông nhỏ này, bông sau nó nhỏ này, nên cũng khó làm, nên mình vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nên là cứ đến đâu tính đến đó. Còn thất bại thì mình làm lại đấy. Nói chung là cũng mong đừng thất bại để kiếm tiền, chứ mà thất bại thì cũng đây cái này thì có một số sổ trước đấy anh chị này, sổ trước này, những sổ trước đó mà gặp cạnh tranh dinh dưỡng này nhiều khi là em sợ là nó cũng sẽ bị rụng, nhưng mà số lượng ra trước này, đây đây nó ra cả chùm này các bạn chị thấy không, đó số lượng sổ này chưa, bông này to này đấy, sổ nhiều và số ra sau cũng nhiều này, như cái lỗ này, chỗ này chưa chưa dám tiện, đang đang để dự phòng nhé, nếu mà lỡ cái cổ trước này mà nó mà nó rụng à, cổ trước này nó rụng thì mình đang còn cổ sau này, mấy cái tầm này thì mình tha hồ kéo đọt này, kéo đọt thoải mái luôn. Nhưng mà cái số trước số sau hai hai cỡ nên là cũng mình cũng vẫn có cái siêu bì nha các anh chị. Hai cây trong này thì mỡ nhiều rồi đấy, mỡ trên cũng gần hết rồi, phía trên mỡ cũng đó, mỡ trên cũng gần hết rồi, thấy chưa. Nhưng mỗi ngày là mới khác nha, mỗi ngày nó thay đổi mới khác. Hoa thì hôm nay nở nhiều rồi, đây mấy cái chùm này hôm trước là chia sẻ cho các anh chị là bị con bồ trị bò đầy này, mà hôm nay thì nó đã mở tung nó hết rồi các anh chị thấy chưa. Đây đây là hiện tượng của bồ trị tấn công này, thấy không, tấn công này, mà hôm nay nó nở ra hết rồi, xem có con bồ trị nào nữa không. Hình như hôm nay là nó cũng tương đối sạch bồ trị rồi sao các anh chị. Này giờ hôm trước là nhìn trong hoa là thấy nó bò lụm ngụm cả hoa đấy nhá, đấy, nó bò cả hoa này, mà hôm nay vẫn có này, vẫn có chưa chết hẳn này. Đấy, có nhìn thấy không? Chưa chết hẳn, vẫn đang gò chưa? Đó, nó vẫn đang còn, nhưng mà nó cũng đã giảm bớt nhiều rồi. Hôm trước là nó bù cho nhiều, nhưng hôm nay thì nó giảm rồi. Nó giảm bớt được cái phần bổ trị tấn công nhiều rồi. Đây, cái này mà bữa sau xịt thêm một lần nữa thì chắc khả năng là nó sẽ hết luôn. Đây, đây các bạn chỉ nhìn thấy nó tấn công rồi. Chưa gì nó ăn cho cái bông của mình này, rộ hết luôn, thấy chưa? Thúi luôn. Đấy, nếu mà mình không xịt nó là nó sẽ cắn hại cái phấn của mình, cái mặt trong cái này thì nó sẽ ảnh hưởng đến trái sau này, nó sẽ méo, sẽ bị chảy xước hoặc là bị này kia. Đấy, cũng sổ một số lượng nhiều đấy nha các anh chị. Này, cái mặt nó ra này, có nhìn thấy mặt không? Đây, mặt này, mặt bóng luôn nhá. Đấy, mặt nó ra bông nó nhụy luôn. Đó, bây giờ tầm chiều thì một số nó sổ, thì bây giờ hiện tại bây giờ nó sổ lác đác như này thì em cứ để tự nhiên đấy, nó đậu thì đậu, không đậu thì thôi. Thì bây giờ một số ít này thì mình chưa quét được. Đó, tầm này nó sổ thì cứ tầm 6-7 giờ thì cái nhụy của nó thụ phấn, cái phấn nó sẽ già, thì lúc đó là người ta thường thường hay đi quét vào bần tối đó. Thì nó hiệu quả. Đó, bây giờ thì phấn nó bắt đầu nở ra, nhưng bắt đầu gần tối thì bắt đầu nó mới già, già hạt phấn này nó bay này, đấy hạt phấn này bay người ta quét này. Thấy chưa? Phấn là nhiều này. Đó, ong bây giờ hiện tại có ong đến thủ phấn này, ban ngày thì có ong thủ phấn nhá. Đấy, còn ong đến phủ phấn đấy. Nhưng mà tối thì không có, thì buộc mình phải quét cho nó. Nhưng mà bên đây Tây Nguyên thì nó gió nhiều các anh chị. Gió nhiều nên là khả năng là gió nó thủ phấn cho mình đó, thấy các anh chị nhìn thấy gió chưa? Đó, gió nó đưa. Thì gió nó thổi qua thổi lại nó khẽ nó sẽ thủ phấn cho mình được.
cái này mật trong cái bông nó tiết ra hay là cái nước dừa quá chị. Đó, tương đối bông thì tương đối sạch nhá, mình bảo vệ được thì cái bông của nó không thấy bị rệp sáp này, không thấy bị đây phải còn gì cần tấn công hay gì đây, không phải cái bông héo, có bị rệp sáp tấn công. Như ở vườn nhà thì có thấy hiện tượng là sâu đục thân, nó đục vào trong cái kẽ bông này, nó chút vào trong cái vúng nó ăn. Còn ngoài này thì hiện tại thì chưa thấy, và bông thì đang tương đối thì ổn sạch. Đấy. Sau đây thì tiếp theo thì em sẽ xịt cho nó một đợt nấm này, rồi canxi bo thêm một lần nữa, và bảo vệ cho nó thêm một lần bảo vệ thực vật nữa trước khi nó sổ nhụy hoàn toàn. Đấy, chỗ này chặt cái tiêu ra, bây giờ nhìn nó thoáng như các chị. Cây này bây giờ nằm ngoài này thì nó sẽ phát triển mạnh thôi. Đấy, đọt phía trên này, ở phía trên của mấy cây này. Đấy, bên trên này thì cái số mà mình xử lý trước này, bây giờ các bạn chỉ nhìn thấy đọt nó cùi không? Đó, đọt nó bị cùi hết rồi. Còn cái số mà ra ấy sau thì mình đã tiến hành mở lá cho nó to ra, thì nó cũng đã mở nhiều. Nên cái cạnh này hôm trước em bảo các bạn chỉ thì để bữa sau em quay lại cho các bạn chỉ coi như thế nào, thì lúc nó chưa mở nhá. Rồi hôm nay các bạn nhìn này, đấy, ngay gần bể nước này, thì hôm nay nó đã mở gần hết, gần như hoàn toàn là còn một số mấy cái bông cái lá nhỏ này nữa thôi. Đấy, nó mở nữa là xong. Còn cái đầu đọt của nó, cái đầu đọt của nó thì mình đã dùng chặn, thì các bạn chỉ nhìn thấy không, đầu đọt nó màu đen này, nó queo này, các cái nắt của nó đây, các nắt này nó cũng đã queo màu thâm đen này, là nó đã dừng lại rồi nhá. Đây các bạn chỉ nhìn này, đó cái mùi giáo của nó thấy không, nó đen thui này, là khi cái chặn đọt là nó đã chặn đứng được cái sầu riêng mình này, nó không phát triển thêm nữa. Đó, những cái này, những đọt mùi giáo này là nó đứng này, nó đang ngủ đấy. Còn những cái mà nó đã mở và chuẩn bị mở đây thì nó sẽ mở luôn. Nó mở xong khi bây giờ nó đang sổ một số bông trong cây nhá. Nhưng mà khi cho nó mở hết hoàn toàn, em sẽ xịt thêm già lá nữa, là cái lá này nó sẽ già, là hy vọng nó sẽ kịp. Đấy, nó kịp, nó không rụng được, không rụng bông rụng đồ thì mình sẽ giữ được cái lượng trái nhiều hơn. Còn nếu mà nó mà rụng đi thì còn những số bông đợt 2 thì không biết được nhiều hay ít nữa thôi, sợ là không đạt, không đủ cái lượng bông cho mình. Đấy, nên là mình mới phải chặn lại. Chứ nếu mà lấy bông đợt 2 bỏ bông đợt đầu đi thì khỏi cần chặn nữa, là đúng đẹp luôn. Nhưng mà vườn nhà là có 3 cây sau nhà là đẹp được các anh chị, tại bông nó đang nhỏ, chỉ có cây xì xấu xấu đằng sau thì bông to hơn thôi, nhưng mà vẫn nhỏ hơn ngoài này. Còn lại là 2 cây trước thì bông nhỏ hơn, thì mình kéo xong đợt cơi là đúng đẹp luôn. Khi cơi xong là khi làm già lá là cây kia nó to, nó sổ nhụy là đúng đẹp. Này, mấy cái chỗ vết thương xì mủ thì cạo đi, bôi vôi, cái vôi nó khô quá, chị nhìn không? Đó, hy vọng là cái vôi nó sẽ đặc trị được, nó hỗ trợ được để điều trị được cái bệnh xì mủ. Đấy, bên ngày này ong đi thủ phấn này, nhưng bây cái tầm giờ này thì phấn nó chưa được già nhá, nên là ong nó thủ phấn thì cũng một phần thôi, còn nên người ta mới đi thủ phấn vào bần tối. Tối thì phấn nó già thì mình sẽ thủ phấn nó đảm bảo hơn. Đấy, trái nó sẽ đều hơn, nó sẽ không bị méo mó trái, rồi trái nó phát triển nhanh hơn. Đấy, bây giờ mấy cái dàn điện tử này bây giờ là cứ thế tha hồ mà phát triển thôi. Bây buổi chiều thì cả ngày hôm nay nắng nữa thì nó cũng lá nó bắt đầu về chiều, nó hơi ngủ các anh chị, nhìn nó không được tươi lá nhá. Nhưng mà có lúc ra bần trưa, các bạn chỉ bần sáng bần trưa ra là nó lá nó tỉnh, với khi mình tưới nước nó là lá nhìn mơn mởn luôn, chứ không phải nó hơi ngủ héo này nhá. Cái nước thì hôm qua mới bắt đầu tưới mà hôm nay thì nó trống đất thì thấy nó vẫn hơi khô đấy các anh chị. Đấy, thì cái tơ này thì cứ 3-4 ngày thì mình tưới một lần, 3 ngày định kỳ cứ quay mình tưới. Còn cái này bây giờ là cho đi dần dần, nó bớt nước dần thì mình sẽ nhấp dần đến khi là sổ nhụy hoàn toàn thì mình sẽ tưới sơ thôi, tưới làm ẩm, giữ ẩm thôi. Đây, những cái này số này ra trước các bạn chị này, bây giờ ra trước thì bây giờ là trái thì các bạn chị nhìn thấy nó đã to hơn chưa. Đấy, nó đã to hơn hôm trước này, nhưng một số này nó đã tháo khớp, nó rụng này, tại vì trên nó đang còn đi đọt thì dưới này kiểu gì nó phải rụng thôi. Đấy, nó giữ lại được bao nhiêu trái thì giữ. Đấy,
Bên cạnh nó thì một số bông chưa sổ này, còn ba bông chưa sổ nữa. Một số này sẽ đã sổ này. Như cái bông này, như cái bông này, bên có hiện tượng như cái bông này. Nếu mà nó teo teo, nó đen đen này, vô tận đây, dần vô đây là chứng tỏ là dưới thiếu nước nhá. Nhưng mà hôm qua thì mới tưới xong. Mới tưới xong đất. Đất thì nó cũng có này. Mới tưới xong nhưng mà nó vẫn cứ nhăn khô nhá. Tại vì cái lớp lớp mặt ở của nó ở phía sát gốc này thì em đã phát vừa rồi, phát cỏ là phát sạch rồi. Chỉ chừa từ gần gần đất nó tán lá trở ra ngoài kia là có cỏ mình phủ thì nó ấy thôi. Còn trong này nó phát sạch cho nó nhăn khô. Lỡ mà có Tây Nguyên có đột xuất mưa thì mình cũng có thể nó nắng một ngày, nắng nó sẽ thoát hơi nước nhanh hơn, nó đỡ úng nước, đỡ sốc nước nhá. Đấy, phía trên này. Nói chung cái lượng hoa là đợt 2 này, đợt đây đợt 3 nhá, đợt lượng hoa đây là đợt 3 này. Còn đợt có đợt đầu nữa thì cũng vặt một số rồi, vặt số nhiều rồi. Đấy, đợt đầu thì cũng vặt số nhiều rồi, còn đợt 2, đợt 3, đợt 4 này. Lung tung. Nếu mà lỡ mà có xui xẻo khi cái đợt này mà nó không đợi, không đạt thì vẫn đang còn cái đợt sau. Nhưng mà đợt sau thì sợ là như cái cành mà mình muốn để trái đó to thì hắn lại rụng hết rồi, bây giờ nó không có nữa. Còn cái cành nhỏ thì ra đợt sau thì lại yếu quá, không đủ lực để nuôi trái nhiều. Nên là cũng cấp tốc để mà vừa chặn vừa làm giàn lá ở phía trên để cho nó hắn kịp. Nói chung năm nay thì bắt đầu năm thứ hai ở nhà thì năm đầu tiên thì cũng có đôi trái bói, cũng chưa có kinh nghiệm. Năm nay thì cũng có một chút xíu kinh nghiệm hơn năm ngoái, thì cũng vẫn chưa biết thế nào. Thì hy vọng năm nay sẽ làm nó được đạt chí để mình rút kinh nghiệm tiếp tục sang năm. Sang năm mình sẽ cố gắng làm cho nó chuẩn hơn nữa. Mỗi ngày, mỗi năm thì mình rút ra được kinh nghiệm thì mình sẽ làm chuẩn hơn để nó lượng trái lượng đồ nó đảm bảo hơn. Đấy, như bây giờ năm nay là phía trên những cành to thì nó đâu có bông mấy không anh chị, phía dưới này những cành nhỏ thì bông đầy này đó, những cành bên này thế này, cành này to này nhưng mà bên trong ta tút ra đầu đọt này cũng đâu có cái bông nào đâu, mà nó mới cành nát nát này đó, cành nát nát thì lại bông có bông, nhưng mà nát nát nó nằm đó nên dễ đậu nhá, nhiều khi mình đu ra đó cũng được. Đấy, bên này này thì cũng được mấy bông này, có khi là được mấy bông này thôi nhưng mà nó lại đầu trái đấy. Đấy, dài thế kiếm vài trái có khi là vẫn được các bạn chị, chịu khó treo nó lên cạnh lên những đọt này, đọt phía trên mà nó đi như rau muống đấy chưa. Nhưng mà không biết thế nào, cây đó thì năm nay bắt đầu là bông đầu tiên đấy. Này, cây này là cây bị suy này, cái bị suy đọt trạng đi đầm đầm luôn này, thấy chưa, đọt này, bông này, đấy, giờ tâm mơ cây này cũng kiếm được đôi trái không giờ đâu, đang thử nghiệm coi cái cây suy mà mình phục hồi lại thì coi như thế nào, chứ tuổi đời thì nó cũng bằng mấy cây kia nhá, đấy tuổi của thằng cây này nó không phải bằng mấy cây to rồi đó, nhưng mà nó bị suy, nhưng mà bây giờ em cũng đã phục hồi mà bây giờ các bác chị nhìn thấy đọt nó ra chưa? Đấy, đọt ra bắt đầu nó phủ tán ra đấy. Còn phía trên này là của ông già thì đọt cái hứng gió này nó bị đánh tả tơi các anh chị, nó không đi đọt được luôn đó. Đó, một số đọt bắt đầu mới hơi lù lú ra, nó đánh giống như bị mình chặn đọt và đốt đọt nó rụng hết lá. Còn phía bên kia thì nó vẫn có một ít này, này phía bên này thì nó vẫn có một ít đọt này. Nhưng mà nó bị con rầy xanh với đồ hành tấn công cho họ. Đấy, cũng không được đọt, không được mạnh nhá. Nên bây giờ mà không đi đọt thì bữa nó đến vào thời kỳ mà trái mà to to như quả trứng gà thì hắn lại đi đọt thì lúc đó chặn không mệt. Này, vừa rồi ông già cũng phun thuốc nấm gì mà đang còn dính trắng ở trên bông rồi mà chị. Đấy. Đấy, phủ một lớp xịt nấm hay là thuốc gì này. Đó, thấy không? Đấy, quá chị nhìn thấy không? Đây, phun thuốc nấm hay là thuốc canxi hay là gì đó, yeah, bông nào cũng có này, đấy, bông nào cũng có phủ trắng hết. Vừa rồi ông già thì ông cũng đã bắt đầu tiến hành đi tỉa bông, đấy, bông dùng dưới gốc đó, tỉa thưa ra. Thì bây giờ các anh chị nhìn thấy thì bây giờ nó cũng đã thưa hơn hồi trước rồi, thấy chưa?
phía trên này. Cái mấy cây này là bông, lượng bông hơi bị nhiều luôn, nhưng bây giờ tỉa ra thì nó cũng có thưa. Tỉa này thì nó nhăn mập bông hơn, và cái lượng gọi là cái chất dinh dưỡng nó dồn lại cho cái cây bông thì nó sẽ thụ phấn, và cái phấn nó sẽ đạt hơn, trái nó sẽ to nhanh hơn và nó ấy hơn. Còn mình để nhiều trái thì bông nó bị teo, bị yếu bông, nó nhỏ cuống, thì chất dinh dưỡng nó kém hơn, thì nó sẽ sau này đến cái thời kỳ có trái nó vẫn sẽ kém hơn đấy. Hôm nay tỉa thưa hơn, các bạn chị thấy không? Thấy không? Đấy, phía trên thế này, trá thưa thưa hết rồi. Cái bông nó to to như chưa bằng ngón cái này. Bông bông như cỡ tầm này thì là kéo đọt là đúng bài luôn này. Nhưng mà lại đọt không có nhá. Cái bông cỡ tầm này mà kéo mà được đọt mà ra giống như của nhà ở dưới nhà mà bông cỡ đó mà đọt trên mà đi như đông buống như thế này á, thì đúng bài luôn, là mình sẽ kéo được kịp thời gian luôn. Nhưng đây thì đó, cái số mà nó ra cùng cái thời mà mất cua. Đây là những cái bông mà cái đọt ra cùng mất cua nhá các anh chị. Đây này, cái lá to to này. Đó, nhưng lá to này là ra cùng thời điểm ra mất cua đấy. Mà bây giờ hắn bắt đầu là to lá và muốn cần dần già rồi. Còn cái lá ra sau này. Đó. Lá ra sau thì cũng mở hết rồi. Sau đây là sẽ làm già lá cho nó là ổn nhá. Thì cũng sẵn đi ra vườn rồi kia. Coi lại coi diệt cái bọ chỉ coi nó có đạt không, thì thấy cái lượng hoa nó mở ra mà bọ chỉ thì nó cũng chết đâu, cũng gần hết, còn một sót một số đôi con nữa, thì chứng tỏ là nó vẫn hiệu quả nhá, thuốc vẫn diệt hiệu quả. Mà đó là em chưa xịt trực tiếp thẳng vào trong trong này nhiều á, tại vì sợ nó ảnh hưởng, nên là mình cứ xịt phun sương sơ hai bên mặt đó, mặt bên kia và mặt này, thế mà nó vẫn chết gần hết, còn một số ít đó. còn bông thì sắp sửa rồi này, vàng hết rồi đấy, nên là phải cấp tốc chặn phía ngoài, cấp rút là làm sầu riêng, làm các diễn viên điện tử này cũng vất vả không chị, trong thời kỳ ban đầu trước khi sổ nhụy, nên là phải làm đầy đủ các thủ tục cho mấy anh, là giống kiểu là chuẩn bị cho mấy anh đi sinh đẻ, là phải chuẩn bị đầy đủ các thủ tục đấy, quần áo sách, nói chung là không thiếu một cái gì để cho mấy anh khi bắt đầu vào sổ nhụy là mấy anh cứ tập trung vào là để mà sinh đẻ thôi. Lúc đó không có can thiệp bất kể một cái gì nữa. Đấy. Thì cũng sẵn đi ra vườn thăm lại, chia sẻ lại cho bác chị xem coi cái diệt coi bổ chỉ có hiệu quả không. Và thăm vườn sầu riêng coi nó sổ bông sổ nhì tới đâu rồi. Thì cũng chia sẻ cho bác chị cùng xem giải trí. Nếu thích mong tất cả bác chị ủng hộ cho em trai một lượt tương tác nhé. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nha.